Minh Châu với Đông Quân này. Về quê là lại đòi lên sân thượng á. Tại vì nhà mình thì có sân thượng nhưng mà chồng mình bảo là nguy hiểm không có cho lên, thế là mỗi lần về quê là nó cứ trèo lên nhà bà này. Minh Châu hôm nay tóc hai ngà cơ. Minh Châu, xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào như kiểu Miss Korea ấy kia đó. Đó, về quê thời tiết nắng ấm thích chưa? Hay hả? Mình chưa bảo con chó nó đang ngủ. Chó nhà hàng xóm. Ôi, ở trên đây ấm thế. Đây là sân thượng nhà mẹ mình đó. Mình như nhảy đi nào. Xấu hổ đấy, tại vì sân thượng ở nhà quê này thì thấp đấy. Mấy nhà hàng xóm là người ta cũng nhìn thấy sao ấy. Minju này mặc bộ đồ ngủ về quê này. Minja ốt trong bộ rồi bà. Đó. Sáng là ngủ dậy muộn cho nên là không kịp thay đồ. Nên là mặc đồ ngủ về luôn. Tại vì không có đi đâu ấy, về mỗi nhà bà thôi. Bốn xung quanh là nhà hàng xóm này. Ai cũng đi làm lên 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 dãy làm ấy, cho nên là không có người nhà mấy, thế là áo đóng cửa kín như vậy á. Bốn xung quanh nhà nào cũng kiểu giống giống nhau nhỉ, cái mái người ta làm thời ngày xưa đó mọi người. Nhìn chưa? Vịt này. Bó tay vịt. Ôi lạnh đó. Đây đó gạch á. Chua rồi. Còn chua. Mình kêu lạnh mà Minju nó lại bảo không lạnh á. Anh thì mặc áo khoác, em thì mặc đồ ngủ. Thế mới đều. Đi xuống. Xuống con tận ông ngã. Mỗi lần về quê á, không khí trong lành thích thật ấy. Ra ngoài sân ánh nắng. Rồi nhìn cái đậu 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 đỏ của mẹ mình mà Minju Đông Gơn nó bảo là nhìn giống con giun. Bó tay cái bọn này. Mike?
Bây giờ hai mẹ con mình mang chân giò sang cho bác hàng xóm. Bác ấy dặn mua đó mọi người. Thế là mẹ mình bảo gần nhà thì mình đi theo. Về quê là chỉ thích đi sang nhà hàng xóm chơi. Ở đằng trước đấy cũng có mấy nhà này mà người ta làm nông nghiệp á, ai cũng trồng nho. Chị cũng chỉ biết kể xin cảm á. Quá bất chứ. Thì ăn vay em này chỉ quá cả. À, mẹ anh bảo bác ấy có nhà. Này bốn bên ngoài nhà bác ấy trồng đẹp lắm. Trồng toàn cái cây cảnh các thứ này, cây lá mùa thu đó. Có một mình thôi mà ở cái nhà to. Trời ơi, cái quả này đẹp chưa. Đây là bốn bên ngoài nhà bác ấy. Ngay giữa làng. Bây giờ mình thử đi vào trong xem bác ấy có nhà không nhá. Xe thì có ở đây rồi. Nguyên một cái nhà kho xây ở ngoài đó mọi người. Ồ, nhà bác ấy đẹp chưa? Ây, thật quá quá mọi người. Có nhiều anh nhé. Thật quá quá chứ. Nhưng anh thấy cái bên 창수이가 지금 와서 그게 나 또 봤어. 창이. 그 말 있어? 어머. 무대놀이. 아이고 뭐 저렇게 갖고 왔는가. 그게 앞님 것도 가지고 왔어. 폭발을 그래 잊어버려 내 나는. 그래 잊어버려. 그래. 얼마인가? 13,000원. 13,000원이요. 이거 쌀만 해고 거식하면 돼야? 3,000원입니다. 하지. 찾아봐야지. 나도 키워 왔네. 나도 키워 왔어. Nhà bác hàng xóm này thì mới xây được khoảng 2 năm nay thôi cho nên là nhìn nó còn mới. Dù là ở một mình thôi nhưng mà xây nhà rất là rộng và to ấy. Lý do là ngày Tết lễ con cháu bác ấy ở xa về, thường thường là hay ngủ lại một đêm ở đây ấy, cho nên là xây những 4 phòng cơ. Ở bên trong 2 phòng với ở ngoài này 2 phòng là tất cả 4 phòng luôn, nó rất là rộng. Cứ tham ủi tiệt tụ. Tham chú ủi tiệt tụ sao ai gặp tới. Chục ba điếc. Đây là khắc cuộc gặp. Ở làng mẹ mình ấy, thì có mỗi nhà bác này là mới xây này cho nên là người ta thiết kế cái kiểu đẹp. Còn đâu là toàn ấy, hầu như là nhà ngày xưa từ lâu đời như nhà mẹ mình cũng vậy á, cũng phải mấy chục năm rồi đó. Chỗ này là phòng khách xong người ta làm một cái cửa kính rộng như này này. Mình nhìn ra ngoài không gian rất là đẹp với lại thoáng mát ấy. Buổi sáng, buổi chiều là ánh nắng nó chiếu vào. Bây giờ mẹ mình đang nói chuyện với bác ấy một tí. Hai bà gần ngay bên cạnh nhà nhau ấy, ngày nào cũng gặp nhưng mà vẫn còn nhiều chuyện để nói. 식사는 하셨어요? 아직 안 먹었어. 아 그래요? 12시 반인데. 차렸네. 그리고 그거 남으면 갖고 오라 했어? 어. 몇 고랑이나 심었어? 아침 때 한 고랑 심고 한 고랑 간식도 혼자 심더라. 아까 이제 창시에 와서 앉았어. 어디에 창시가? 나 여자 안 같아지. 그래. 한 고랑 반인 게 일찍에 온 거구만 뭐. 그래. 응. 어서 육바 칠란 말고 저 밥이나 먹어. 누룽밥 끓이라도 또 먹으려고. 응. 사버리면 누룽밥 가. 아니 물 먹어야 한데 먹으려고. 물 먹어야 한대야 물. 근데 물은 나는 막 녹차 다나 먹어. 녹차는 나도 먹어. 근데. 근데 녹차 말고 물? 물을 많이 먹어야 돼. 물이 약이래야 물. 근데 그래요? 나는 그냥. 나는 물이 약이래. 얼마 네. 신장을 잘라놨던 게 신장을 숨겨놨던 게. 물 많이 먹으면 나왔던 게 그래요? 사오지라 욕받네. 어 아니에요. 혹시 또 필요한 거 있으면 저희 어머니에게 얘기하세요. 제가 그렇게. 네. 어서 식사하세요. 고마워. 하고 삶아야지 나는 또 이거. 난 저녁은 삶아. 그래요. 뭐 달라가니 또 같이 달라가? 아니 형, 안 저 배추를 어떻게 해서 가져 뽑아놨 이제 해놨던 게.
인우가 오면 너 갖고 와야지. 그럼 인우가 오면 제대로 넣으라고. 저녁 때 온대요? 오늘 온다고 했어. 오, 잘 있네. 오늘 될 때는 못 나가지. 저 야도 온 게. 근데 이제 언제 올란가 모르는데. 청소하고 밥 먹으려고 지금 청소하고 있어. 밥부터 먹어. 그러니까. 내가 가한테 전화해봐야겠네. 응? 언제 올라나? 어서 식사하세요. 들어가세요. 네. 네. Nhà bác này có một mình mà xây nhà đẹp lắm à. Đó, bốn xung quanh xây mấy cái trồng mấy cái cây màu vàng này. Đến mùa thu thì nó nở này. Đùa, sau này mình về già là cũng muốn xây một cái nhà nhỏ nhỏ ở đây nhỉ. Ăn dưỡng tuổi già. Xong rồi con cái mỗi tuần nó về một lần. Vừa nãy là mẹ mình mang hai cái để cho bác ấy chọn. Cái nào thì bác ấy chọn. Dù là nó giống nhau. Đó, hết nạp thôi chú. Nơi xe kìa. Đây là đồ mà. Đồ này đi cắt đi. Đồ tốt nè. Không hề tốt chứ. Hạt bụi cắt chú xem. Cười. Hạt bụi. Cứ nhanh. Hạt bụi chân này. Ờ, cứ kênh mỗi cái một chữ. Ờ. Cô mua cái đấy á? Anh ấy đi cô. Ờ. 그럼 갖고 가고 너는 밥 나오는 게 네. 야는 차 나오는 게 이 밭에 또 있어요? 뭐? 파야 밭에 있지 이제 항상 있어요 엄마 어? 밭에 항상 있어요 어 근데 이제 비닐에다 뽑아놔야 해요 아. 이번 주에 내가 네. 얻은 게 그 꼭 와 네 여기 준비해봐 이거. 아 엄마 어? 이거 한번 드셔보시라고 어 그게 정해있고요 내 건 저거다 갖다 놨어 아 그래요? 어 저도 몇 개 꺼낼게요 엄마 드시라고 어서 준비해 엄마 그거 끌려 안 끌려? 끌렸어요 끌었어? 네. 껐냐? 아니요 어 한참 끌어야죠 나 걸려갖고 해 네 아, 제가 가져올게 저거 걸려 끌려 빨리 가세요. 또 아버지한테 들려간다며. 네? 아버지한테 들려간다며. 아, 예, 그래도. 아, 이거 다 챙기고 들어가. 엄마 이거. 이거 먹고자. 조금 좀 쉬어요, 엄마. 내일 모레 먹으면, 네. 근데 이게 꼭대기 차. 아, 제가 달라고 했어요. 아는 언니가 제주도 농사 한 건데. 그러면 큰 데가 꼭대기가 더 나갈 거 아니야. 박스가 큰 박스로 보내줘야. 아. 네. 그래서 반, 몇 개 좀, 고모 좀 주고, 엄마랑 주고. 그래도 한 박스. 맛나던데? 괜찮아요? 맛있죠? 맛있다. 이거는? 얼마냐? 10kg에 15,000원. 마트보다는 싸요. 너들 길 먹어라! 엄마 먹어, 우리 있어. 뭐야, 엄마? 먹었다고요. 와, 겉옷 엄청 많아, 엄마? 응, 다 갖고 가, 먹어. 네. 엄마는 좀 남겼어요? 아, 아니, 안 먹어. 그래, 안 돼요? 없다, 이제 또 간 밤낮 나와서 쳐들어. 고구마 있고 이거 재미 네. 김 좀 찔리고 와. 네.
Bây giờ mẹ mình chuẩn bị ấy. Kê iruke nukko. Đây là hạt vừng đen đó mọi người. Nukko. Mẹ mình rửa sạch sẽ xong phơi khô rồi. Iruke cheojumeun. Còn a직 솥이 안 뜨거운 게. 네. 앉았어도 돼. Xong rồi bây giờ là rang lên. Đó. Tại vì lần trước mình bảo là mẹ làm gì thì đợi con về hai mẹ con mình cùng làm ấy, thế là bà mới đợi mình về chứ không một mình là bà đã làm từ lâu rồi. Bây giờ cái nồi nó chưa nóng lên á. Đó, hạt vừng đen. Cái loại này ăn tốt lắm mọi người. Cái đây này, còn một ông mẹ có ông ăn đúng sao không có ngàn sát xế. À, sáng có yếu. Thế thì ông bà 여행 가서 네. 그때 사온 거예요. 아, 여행에? 그래요? 그때 중국 가서 엄마가? 응. 언제예요? 그 저 정부에서 보내 줄 때 갔잖아. 아, 그때? 어. 네. 그때 가서 사온 거예요. 네. 그래갖고 지금 또 남고 조금만 침략할 때 국가서 하려고. 네. 갓 벙된 아이 ở bên Hàn thì người ta rang lên xong xay ra, xong có thể nấu cháo được ấy, ăn rất là tốt cho sức khỏe này. Nhất là người già hay có bệnh ấy là ăn được. Mới đầu mình tưởng là mẹ mình làm nhưng mà không phải, à, mẹ mình trồng được nhưng không phải. Lần trước nhà nước người ta gì nhỉ? Kiểu như hỗ trợ cho những người già đi du lịch ở bên Trung Quốc ấy, mẹ mình mua đó. Cái này là mình phải đảo tay liên tục không sợ nó chảy. Để nó bốc hơi này. Sắp cái sợi. Ừ. Mua bỏ. À, cầm được chân đắt chứ. Này. Mình ăn thử nhưng mình không biết là nó chín cái chân bắt rồi. Này, ăn cao bao giờ chung. Ừ. Ít khi nó ổn mà ấy á. Ừ, có. Này. Suy cơ tôi ý có 9,000 đồng gái cơ. Này. Khó có chân là chắc ổn. Nó có chứ nằm mà. Thì phục quả sẽ rớt ra có mình xíu. À, nè. À, ý chim chúc cái gì đó chứ nó. Nè. Ừ, hãy mình thơ bố bố anh chào, bé kìa. 아이 안 뜨거워 그냥 먹어도 아 뜨거운데 엄마 이렇게 봐 입이 다 뜨거워 아이고 mình nóng thế bà có mà không nóng nó rồi cho phơi nó ra cái này bắt chân thật cho chị nè bây giờ làm mẹ thứ hai Ông bà chế gắng hết kìa. Giờ tay góc cắt. Để cả xem ok. Ừ. Ừ. Cái gì? Độ cao 시방 힘들어. 이제 똑똑하지? 네. 이 뒤는 넣어라. 이게 볶아지는 거. 응. 나 mình để đây cho nó nguội. Nóng quá. Nhìn cái này anh nhớ đến bánh gai. Bánh gai ở Việt Nam này. Cố số ăn nhỉ mà. Cố số chứ? 네. Mẹ mình bảo là cho nhà mình một ít để mình nấu ăn các thứ. Ông bà, cho ít trong đôi mang khá cho thái kia. Cô không chú ạ, cô bà. Cô xem những cái gì nhá. Đóng nơi kia sắp tạc, hàng hồ đã đốt khổ. Thế kìa, đóng nơi kia đi. Nè. Đi ăn đi cho bà nhá. À, nè. Đi ăn. 너 혼자 가져가면 미안해요. 미안한 일이 없다. 내 엄마 나 lấy đồ ăn về là có cả mấy con lỗi thì tầm lấy có tí thế. 봐. 담 lấy thôi. 여기다 띄고. 또 어디 있어요? 창고가. 태연이 나 따르려고? 네. 다 해야 돼요. 다들 엄마 찾는다고 그냥. 네. Bây giờ mẹ mình lại đi đâu này, phải đi theo chân bà mới được. Cứ ngồi trong nhà là không biết mẹ đi đâu hết á. Lại ra cái chỗ này. Vừa nãy mẹ mình bảo là sao mẹ đi đâu mà anh đi theo mẹ.
Muối mẹ mình cũng đi để mãi ngoài đây nữa mọi người. Muối mỗi lần bà mua là bà mua hẳn 50 cân hoặc một bao luôn. Muối đâu mọi người? Đấy. Mình phải bảo quản như thế này thì nó mới để được lâu. Ô mày, có thả thuyền trang, khăn trang ý? Ờ, khăn trang. Nè. Thả trẻ có thuyền trang, bèm bình xí chỗ. Chỗ khăn thông là bùi ế? Khăn trang 2개, ớ? Chỗ khăn thông là bùi ế? Khăn quần은 이것 저것 막 들어있어. 아. 이것 저것. 봐봐. 누가 주셨어요? 어, 그 친구. 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 친구.